Một căn nhà thuộc thị xã Hòa Thành mà có một cái vườn phía trong nhà như thế này cực kỳ mát mẻ luôn. Từ vị trí căn nhà, chúng ta đi ra cái con đường Ngô Quyền chỉ có 50 mét thôi. Đi ra chợ Long Hải chỉ cách vị trí bất động sản của mình 500 mét. Đi về trung tâm chợ Long Hoa thử thị xã Hòa Thành chỉ cách bất động sản của mình 3,5 km. Và đây là một căn nhà hoàn thiện rất là đẹp luôn, phù hợp với nhu cầu anh chị mình đang tìm một cái tổ ấm nha. Vâng, mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Và hiện tại thì em đang có mặt ở khu vực xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để gửi đến quý anh chị mình xem một căn nhà, một bất động sản của thị xã Hòa Thành. Khu vực này thì dân cư ở rất là đông và cái con đường phía trước nhà có tên là cái con đường hẻm số 30 của đường Ngô Quyền. Và phía bên tay trái của em đây, phía ngoài đó ngay cái hai cái cây xanh lớn đó bà con, đó là cái con đường Ngô Quyền. Bà con mình có thể rẽ trái để mình đi về hướng chợ Long Hải, đi về trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, đi về điện lực Hòa Thành và các tiện ích ở khu vực trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có đầy đủ cho bà con mình. Và nếu như bà con mình rẽ phải á, thì mình sẽ đi về Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây, đi về khu hành chính của khu vực xã Trường Tây nha bà con. Và xung quanh căn nhà bất động sản của chúng ta thì nhà cửa dân cư mình ở san sát với nhau, kế bên mình cũng có nhà và đối diện với căn nhà của chúng ta thì sẽ có một dãy nhà trọ ở đây nha bà con, có quán nước, tiệm massage gội đầu, đầy đủ các tiện ích ở quanh khu vực này. Cách đường Ngô Quyền chỉ có khoảng 50 mét thôi. Thì ở đây em có một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong, rất là đẹp nha. Và hiện trạng thì con đường hẻm số 30 của Ngô Quyền chưa có lên nhựa, nhưng mà sắp tới thì những cái con đường này sẽ được lên nhựa và làm rất là đẹp nha bà con. Tại vì xã Trường Tây thì sắp đạt chuẩn nông thôn mới nên là các tuyến đường cũng sẽ được làm nhựa, nên sau này bà con mình đi lại nó sẽ rất là thông thoáng, dễ dàng luôn nha. Bây giờ em sẽ mời bà con mình vào phía trong để cho bà con mình tham khảo được cái căn nhà của chúng ta nha. Thì cái căn nhà của mình á, phía trước mình sẽ có một cái sân ô tô rất là rộng rãi luôn. Bà con mình có ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ mình đậu cái sân này cũng được, rất là thoải mái. Cửa rào á, thì do ở đây mình sử dụng một cái cửa rào hình trụ. Đây, mở ra mở vô, rất là thoải mái luôn. Mình có ô tô mình cứ chạy thẳng vô trong, mình đóng lại rất là dễ dàng luôn. Cửa thì rất là to và hàn sắt rất là chắc chắn luôn, là sơn chống xét cho bà con mình này ha. Gạch nền khu vực phía sân á, thì mình lót cái gạch nền chống trơn trượt, rất là sạch sẽ. Tường thì chúng ta sẽ xây cao lên 2 mét và bê cho bà con mình rất là sạch sẽ nha. Đây là chị sử dụng bê dầu á, rất là đẹp và nhìn nó bóng và nó đẹp nha bà con. Đi hai cái tông màu, một tông là màu xám, một tông là màu trắng cho một mình nha. Phía trước nhà thì mình sẽ có hai cái chậu hoa, nhìn cho cái không gian nó xanh, nó sẽ tươi đẹp hơn nha bà con. Và một cái mặt dựng hình hộp nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương, phối với hai cái tông màu, một màu là màu vàng, một màu là tông màu trắng, nhìn hai cái tông màu nhìn rất là dễ thương ha. Khu vực sảnh thì ba phía trước này rất là rộng rãi. Gạch nền của ngôi nhà thì chúng ta sẽ sử dụng cái nền gạch 60-60 và gạch này là gạch nhám, đi rất là bám chân luôn nha bà con, họ không có sợ bị té nha. Khu vực này á thì bà con mình sẽ chưa có sử dụng nước cấp thủy, nên chúng ta sẽ dẫn sử dụng nước giếng cho bà con mình nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hộc motor phía trước cửa nhà và cái cửa, cái gian chính cho ngôi nhà này. Đây bà con thấy nè, cái cửa gian chính ngôi nhà là một cái cửa sắt bốn cánh rất là đẹp nha. Đó, một cái khung kính rất là to nè. Và hệ cửa này đã được sơn màu xám, đây là hệ sơn chống xét, rất là bền cho bà con mình luôn nha. Đó, rất là đẹp. Cửa là cửa rất là chắc chắn luôn nè. Và chị chủ nhà thì đã trang bị sẵn cho bà con mình một bộ rèm cửa như thế này. Đây là một bộ rèm cửa của ngôi nhà chúng ta, rất là đẹp nha. Khu vực phía trong này sẽ là một cái không gian phòng khách rất là đẹp, rất là rộng rãi. Không gian ở phía trong nhà thì chúng ta sẽ sử dụng một cái màu bê, đó là màu bê màu vàng nha bà con. Cái màu nó sẽ hơi vàng vàng, nhìn rất là đẹp và rất là sáng luôn. Hệ thống điện trong nhà thì mình sẽ sử dụng hệ thống điện Sino
Và ở đây hệ thống điện nó được đi âm tường cho bà con mình rất là đẹp nha, đi hệ thống điện âm tường nhìn ngôi nhà nó sẽ sang hơn đó. Và diện tích của cái phòng này rất là rộng rãi, bà con mình có thể để làm khu vực phòng khách, phòng thờ đó, rất là thoải mái luôn nha. Và phía trên đó, thì mình sẽ có một cái trần la phong, trần thạch cao, trần đóng rất là đẹp nha bà con. Có đi đèn led âm trần nè, và một cái đèn trần hoa văn giữa nhà rất là dễ thương. Và nhà chúng ta thì sẽ được thiết kế hai phòng ngủ đó. Khu vực này sẽ là cái khu vực lối đi đường luồn về khu vực phía sau. Bên này thì mình sẽ có khu vực hai phòng ngủ đó. Và kế tiếp khu vực phía sau thì mình sẽ có một cái không gian nhà bếp rất là rộng rãi. Thì cái diện tích của cái căn phòng này là khoảng 8 mét vuông nha bà con. Khoảng 8 mét vuông. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa sổ. Do là cái nhà kế bên thì họ xây không có sát mấy tường, nên ở đây thì mình có một cái khoảng trống ở khu vực này đó. Lắp một cái cửa sổ nhôm, nó sẽ vừa có ánh sáng đó, và sẽ vừa có không khí mát cho chúng ta nha. Đó, một cái cửa nhôm rất là nhẹ nhàng luôn. Khu vực la phong ở phía trong nhà thì mình sẽ có một cái la phong trần thả đó, có 4 chiếc đèn led âm trần đó, cũng như là dây điện máy lạnh là có lắp sẵn cho bà con mình rồi đó. Gạch nền cũng là dán cái gạch khổ 60-60 rất là đẹp nha bà con. Đường luồn thì rộng rất là tương đối ha, rộng khoảng 1m2 cho bà con mình nha. Khu vực bên này chúng ta sẽ có thêm một cái căn phòng nữa. Phòng bên đây thì diện tích nó sẽ hơi bé hơn nha bà con. Diện tích nó sẽ hơi bé hơn, nó sẽ tầm khoảng hơn 6m2 một tí nha bà con. Thì phòng bên này thì mình cũng được trang bị một cái cửa sổ nhôm như thế này. Thì bà con mình á, khi mà ở trong phòng á, nó sẽ không có bị ngợp, cũng như là nó sẽ không có bị thiếu ánh sáng nha bà con mình nha. Cái phòng chúng ta nó sẽ không có bị ẩm nha bà con, gió rất là mát luôn. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng thứ hai. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái không gian nhà bếp ở phía sau, một cái nhà ăn, một cái nhà bếp rất là thoải mái. Và khi bà con mình ra đến khu vực phía sau, bà con có thể cảm giác được luồng gió thổi vào ngôi nhà rất là mát mẻ luôn. Rất là mát luôn nha bà con. Bên này sẽ là cái gian bếp chính dành cho ngôi nhà. Gian bếp thì được dán gạch rất là sạch sẽ nha. Gạch sử dụng cho gian bếp này là sử dụng khổ gạch 60. Bóng vân mây rất là đẹp nè. Lavabo bồn đơn. Một cái bồn đơn inox 304. Có nước đầy đủ cho bà con mình nha. Và cái gạch dán tường này ngay khu vực gian bếp thì mình dán một cái khổ gạch rất là đẹp nha bà con. Hình những chiếc bông. Gạch này rất là dễ lau chùi. Còn phía bên này thì bà con mình cũng sẽ có thêm một cái cửa sổ như thế này. Thì chúng ta nấu ăn ngay khu vực cửa sổ thì nó sẽ mát mẻ. Vừa có gió, vừa nó không có bị nó sẽ không có bị ẩm mùi cho ngôi nhà của chúng ta nha. Và hệ kệ tủ bếp dưới thì bà con thấy rồi nè, hệ kệ tủ bếp dưới thì đã lắp đặt sẵn rồi. Nếu như bà con mình không đủ diện tích mà để đồ thì mình có thể lắp thêm một cái hệ kệ tủ bếp trên ở khu vực này nha bà con. Đó. Khu vực bên đây thì bà con mình em nghĩ là bà con mình nên để bàn ăn ở khu vực này. Một chiếc bàn ăn bằng gỗ, 4 cái ghế ngay khu vực này. Đó. Sẽ có một cái ô cửa sổ nhỏ thế này, vừa có thể lấy sáng lấy gió. Bà con mình ngồi đây ăn uống, mình có thể ngó luôn được ngôi nhà ở phía trước chúng ta nữa. Rất là thoải mái luôn. Đó. Khu vực phía sau mình sẽ có một cái cửa. Đây là cái cửa dành cho cái không gian nhà ở phía sau nha. Tối đi ngủ thì chúng ta có thể đóng nó lại, khép nó lại nha. Bên này thì bà con mình sẽ có một cái nhà tắm rất là rộng rãi. Đây là cái không gian nhà tắm ở phía cuối cùng. Nhà tắm nó được dán gạch nè bà con thấy nè, dán lên tới trần luôn, rất là cao ha. Có một cái chiếc sen tắm ở đây nè. Mặt bên đây cũng được dán gạch nè, rất là đẹp nè. Và gạch nền cũng là dán cái gạch chống trơn trượt, rất là sạch sẽ luôn. Cửa thì lại sử dụng một cái cửa nhôm như thế này. Đây là một cái cửa nhôm màu xám luôn. Còn bên đây sẽ là cái toilet nè bà con. Một chiếc toilet nguyên khối, sử dụng bồn cầu nguyên khối, tiết kiệm nước nè bà con. Gạch khu vực này cũng được rang dán lên rất là sạch sẽ nè ha. Cửa đây là mình cũng sử dụng một cái cửa nhôm nha. Mình cũng sử dụng cái cửa nhôm. Và khu vực đánh răng rửa mặt thì mình sẽ có một cái góc bên này, một chiếc lavabo rửa mặt. Bà con mình về lắp thêm một cái kệ kính, một cái kệ góc nữa, chúng ta có thể để đồ ngay khu vực này nha. Và cái không gian mà thích nhất của ngôi nhà này đó là cái khu vực sân ở phía sau nha bà con.
mình sẽ có một cái khu vực sân ở phía sau này rất là thoải mái mát mẻ luôn. Đó, bên đây thì có sẵn một cái thảm cỏ này, trồng một số loại cây. Bên đây thì trồng một hai cây cao bên phía bên đây, ở một số cây cọ nè. Khu vực xung quanh đã được xây tường cao lên trên. Đó, bên đây mình cũng có tường xây cao lên trên cho bà con mình luôn. Đó, rất là sạch sẽ. Và có thêm một cái chiếc ghế ở khu vực phía sau này. Đây bà con. Một cái chiếc ghế phải nói là rất là thoải mái. Và khu vực này rất là mát mẻ. Bà con mình có thể thấy gió nè. Rất là mát mẻ luôn. Đó. Ở phía sau mình cũng có được một cái không gian xanh như thế này. Đó. Chưa chưa chúng ta có thể đem thêm một cái võng ra khu vực này. Để mình dâng cái võng. Đó. Nằm ở khu vực nghỉ trưa này. Rất là thoải mái luôn cho bà con mình nha. Đó. Một cái không gian xanh ở phía sau ngôi nhà. Đó. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ á thì chắc rất nhiều bà con mình đang mong chờ để được xem cái mức giá của căn nhà này. Đó. Xem cái sổ của nhà này nó có phù hợp không. Thì em sẽ không để cho bà con mình đợi lâu nữa. Em sẽ cập nhật cho bà con mình xem cái sổ. Sau đó sẽ công bố cái mức giá cho bà con mình nha. Nãy giờ bà con mình khi mà xem ngôi nhà thì có ai mà đón được cái nhà có ai mà đón được cái mức giá của cái nhà này chưa ạ? Thì bà con mình có thể bình luận ở phía dưới cùng đón xem coi là mức giá nó là bao nhiêu nha bà con ơi. Em tiết lộ một tí cho bà con mình là cái giá của nhà này là dưới 1 tỷ nha bà con. Dưới 1 tỷ nha. Bây giờ em sẽ cho bà con mình xem tham khảo cái sổ trước nha. Và ở đây thì em và trên tay em đang cầm ở đây là một cái quyển sổ hồng của cái bất động sản này nha bà con. Mình sẽ có địa chỉ thửa đất, mình sẽ có thửa đất số 376 tờ bản đồ số 18. Địa chỉ thửa đất sẽ là ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Với tổng diện tích đất của chúng ta là 112 m² và đất ở tại nông thôn là 50 m² là đất ODT, đất đô thị đó bà con, đất thổ cư á, là 50 m² và 62 m² còn lại là đất trồng cây lâu năm nha bà con, cũng phù hợp mục đích lên thổ cư nha bà con. Và bên đây là cái hình đất của chúng ta nè. Phía trước là chúng ta sẽ có ngang 4 m, dài 28 m. Ở sau sẽ có cái hẻm quy hoạch 4 m. Thì cái này là cái lộ xe bò, cái đường chữa cháy đó bà con. Bây giờ bà con mình đã chia ra mỗi người là 2 m hết rồi. Thì diện tích thực tế của ngôi nhà chúng ta là 30 m nha bà con. Ở trước là con đường đất 10 m nè bà con. Và con đường đất 10 m này có một cái tương lai, đó là thành một con đường có lộ giới 30 m nha bà con. Rất là tương lai luôn. Và tương lai thì cái vị trí đất này giá nó còn lên nữa nha bà con. Và căn nhà của chúng ta sẽ quay về hướng đông cho bà con mình nha. Thì vừa rồi em đã cập nhật cho bà con mình xem qua cái sổ rồi. Ngang 4 m, dài 28 m, diện tích thực tế á, thêm được 2 m nữa là 30 m. Phía trước là cái hiện trạng đang là cái con đường 10 m. Nhưng mà tương lai sắp tới thì lại có được một cái con đường 30 m, rất là tương lai luôn nha bà con. Sắp tới thì Tây Ninh em có rất nhiều dự án như là đường cao tốc nè, khu công nghiệp Thạnh Đức nè, và các dự án đang được triển khai rất là nhiều. Nên các con đường xá ở đây á thì đang được triển khai. Sắp tới thì con đường mình cũng được triển khai mà lên con đường 30 m, thì cái nhà này nó còn lên giá nữa nha bà con. Và hiện tại cái mức giá mà dành cho vừa nhà vừa đất này á là 850 triệu, còn thương lượng chút đỉnh nha bà con. Một cái mức giá rất là phù hợp luôn. Nhà thì ở thị xã Hòa Thành nè, cách chợ chưa đến 2 cây số nè, cách ủy ban chưa đến 1 cây số, khu vực có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, gần với trại trung tâm của thị xã Hòa Thành, gần thành phố Tây Ninh nữa. Và từ vị trí này bà con mình đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi về bến xe An Sương chỉ cách vị trí của chúng ta là 75 km thôi nha. Ở một vị trí căn nhà rất là đẹp, 850 triệu là giá dành cho căn nhà này. Thì bà con mình đang tìm một cái bất động sản, đang tìm một cái tổ ấm dành cho mình với mức giá cực kỳ hấp dẫn này, thì mình có thể đến xem và trải nghiệm thử cái căn nhà này nha. 850 triệu là giá của em nó. Liên hệ ngay 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Và bây giờ em sẽ mời bà con mình đi ra cái con đường Ngô Quyền, sau đó chúng ta sẽ đi về hướng chợ Long Hải để cho bà con mình tham khảo được đường xá dân cư khu vực này nha. Xin mời bà con. Và bây giờ từ vị trí của căn nhà thì em sẽ đi ra hướng chợ Long Hải để cho bà con mình xem được từ căn nhà mình ra chợ nó có xa không nha. Và đây là cái con đường hẻm số 30 của đường Ngô Quyền.
đường thì chưa được làm nhựa, còn đang là con đường đất nha bà con. Nhưng mà từ vị trí căn nhà mà ra đến đường Ngô Quyền á thì chỉ khoảng 50 mét thôi. Đây là cái đường số 30 Ngô Quyền nè bà con, có tên đường đường số 30 Ngô Quyền. Đây là con đường Ngô Quyền. Bà con mình rẽ phải thì mình sẽ đi về hướng Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây nha. Bây giờ em sẽ rẽ trái cho bà con mình đi về hướng chợ, đi về hướng chợ Long Hải cho bà con mình xem nha. Đây mình có một cái cổng nhân hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nè bà con. Đây mình có một cái ngã ba, đây là gọi đó là ngã ba Bầu Ếch nha bà con. Bà con mình quẹo phải theo hướng đường Bầu Ếch thì mình sẽ đi về đường Nguyễn Văn Linh nha. Và từ vị trí căn nhà mình đi ra đến khu vực chợ Long Hải á, thì chỉ khoảng một cây số thôi nha bà con, rất là gần luôn nha. Bên tay trái của chúng ta á, thì mình sẽ có một cái ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Và ngay khu vực này thì mình sẽ có điện lực Hòa Thành nè, có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, có trạm y tế nè, rồi chợ nè, đầy đủ các tiện nghi cho bà con mình luôn nha. Thì ngay khu vực chợ của chúng ta thì mình sẽ có Bách Hóa Xanh nè, nhà thuốc Long Châu nè, các tiện ích đều xung quanh ở cái khu vực này. Và ngôi nhà của chúng ta là ngang 4m, dài 28m, diện tích thực tế là 30m nha bà con. Quay về hướng đông, trên đất thì mình có sẵn được 50m đất thổ cư với mức giá là 850 triệu, một cái mức giá tầm trung cho bà con mình. Ai mà đang tìm một cái tổ ấm, một cái căn nhà dành riêng cho mình thì mình có thể đến và xem thử căn nhà này nha. 850 triệu còn thương lượng chút đỉnh cho bà con mình nha. Thì bà con mình quan tâm đến bất động sản thì có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Cảm ơn bà con và xin hẹn bà con ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.